Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Long An đầu tư xây mới và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở. Hơn 100 dự án nhỏ xã hội đang thuộc đối tượng vay gói 120.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản tiếp tục giảm. Thưa quý vị, Long An sẽ phát triển vùng cây ăn trái với diện tích lên đến 32.000 ha, sản lượng trên 500.000 tấn. Đây là một trong những mục tiêu tỉnh đặt ra trong kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực đến năm 2025 và 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trong 32.000 ha cây ăn trái, sẽ có 24.000 ha cây ăn trái chủ lực của tỉnh, chiếm diện tích nhiều nhất là cây chanh, kế đến là cây thanh long. Đồng thời, tỉnh cũng duy trì và phát triển diện tích cây mít, sầu riêng, khóm, chuối và một số cây trồng khác tùy theo thế mạnh từng vùng. Bên cạnh đó, tại các vùng sản xuất cây ăn trái tập trung, tỉnh phấn đấu có 60-70% giá trị sản phẩm được sản xuất dưới các hình thức hợp tác, liên kết, 40-50% diện tích cây ăn trái áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương. Đặc biệt, trên 95% diện tích được cấp mã số vùng trồng, qua đó nhằm phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng giá trị xuất khẩu, thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện Thành Hóa tổ chức hội thảo tổng kết mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng bộ từ gieo cấy đến thu hoạch năm 2023 tại hợp tác xã dịch vụ sản xuất thương mại nông nghiệp 4.0, xã Thành Phước, huyện Thành Hóa. Mô hình được triển khai thực hiện trong vụ sản xuất lúa hè thu năm 2023, có 30 hộ nông dân trong hợp tác xã tham gia với tổng diện tích thực hiện 50 hectare. Giống lúa được sử dụng trong mô hình là giống lúa nếp IR4625 và giống lúa OM18. Sau quá trình triển khai thực hiện so với ruộng đối chứng ngoài mô hình, ruộng trong mô hình hạn chế được một lần phun thuốc trị rầy nâu, lúa cứng cây ít bị đổ ngã cho năng suất từ 300 đến 400 kg một hectare. Giữa giá bán cho thương lái hiện nay dao động từ 6.800 đến 7.000 đồng một ký, lợi nhuận cao hơn so với ruộng ngoài mô hình khoảng 4 triệu đồng một hecta. Được biết, mô hình ứng dụng gói kỹ thuật đồng bộ từ gieo cấy đến thu hoạch tại xã Thành Phước thuộc dự án khuyến nông trung ương xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được triển khai thực hiện ở 4 tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Mô hình tại xã Thành Phước là mô hình thứ hai được triển khai thực hiện tại tỉnh Long An. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2021-2022. Thời gian qua, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện huyết học truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức 9 đợt nhận máu với 1.650 lượt người đăng ký tham gia hiến máu, có 1.565 đơn vị máu được tiếp nhận. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện luôn quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe đối với những cá nhân, gia đình tham gia hiến máu tình nguyện, đảm bảo quyền lợi của người hiến máu. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện trao giấy khen cho 7 tập thể và 34 cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2021-2022. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, huyện Bến Lức ghi nhận 212 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Các địa phương có ca mắc và ổ dịch đang tăng là thị trấn Bến Lức, xã Lương Bình, Lương Hòa, Tân Bửu. Hiện nay đang là mùa mưa nên tình hình xuất hiện các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện dự báo có thể tăng cao. Do đó, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các địa phương tích cực xử lý các ổ dịch và tiếp tục triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đợt tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng tại tuyến cơ sở trong những tháng cao điểm, tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong diệt mũi diệt lăng quăng. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế đã phát hiện, ghi nhận và xử lý 21 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, giảm 67% so với số ổ dịch cộng dồn cùng kỳ năm 2022. Nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, ngành y tế tỉnh Long An huy động nhiều nguồn lực đầu tư cả về cơ sở vật chất và nhân lực, nhất là y tế tuyến cơ sở.
Theo đó, hệ thống y tế cơ sở không ngừng được củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh đã xây mới và nâng cấp 54 trạm y tế từ nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở. Dự án thành phần tỉnh Long An sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2020-2024. Đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 26 trạm y tế. Hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai xây mới và nâng cấp 70 trạm y tế được đầu tư từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, cơ bản các trạm y tế đều đã có bác sĩ về công tác, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ đầu tháng 8, người tham gia có thể đối chiếu kiểm tra loại hình tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian nộp tiền và số tiền đóng vào quỹ đảm bảo công khai, minh bạch. Việc này nhằm hạn chế tình trạng chậm nộp tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi của người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, trường hợp muốn tra cứu thông tin đóng bảo hiểm, người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế có thể tự tra cứu qua địa chỉ bảohiemxahoi.gov.vn và chọn tính năng tra cứu trực tuyến, trong đó mã xác nhận do tổ chức dịch vụ thu cung cấp, chẳng hạn như bưu điện. Tiếp theo là thông tin về hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công tác an sinh xã hội trên địa bàn hai xã biên giới Bình Hòa Tây và Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Dịp này, đoàn trao tặng số tiền hỗ trợ xây dựng một căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng, tặng quà cho 123 hộ nghèo, hộ cận nghèo của hai xã Bình Hòa Tây, Bình Thạnh với số tiền 500.000 đồng mỗi hộ, đồng thời trao tặng học bổng, sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất. Tổng số kinh phí hỗ trợ trên 154 triệu đồng. Trong chuyến đi, đoàn đến thăm, lắng nghe báo cáo tình hình phân giới cắm mốc, bảo vệ đường biên cột mốc biên giới Việt Nam Campuchia tại đồn biên phòng Bình Thạnh. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tuyến sau hỗ trợ tuyến trước. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Hưng phối hợp cùng huyện Cần Giuộc trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại xã Hương Điền A. Các căn nhà được xây dựng kiên cố với diện tích xây dựng từ 60 đến 70 mét vuông, kinh phí xây dựng mỗi căn từ 150 đến 170 triệu đồng do huyện Cần Giuộc vận động hỗ trợ mỗi căn trị giá là 60 triệu đồng, số còn lại do thân nhân gia đình góp thêm. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực giúp các gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổ chức tài chính Vimo Xếp chi nhánh Cần Đức tổ chức trao học bổng và tặng quà học tập, chia sẻ yêu thương cho học sinh huyện Cần Đức và Cần Giuộc. Lãnh đạo huyện và các tổ chức tài chính Vimo Xếp đã trao 88 suất học bổng và 168 phần quà học tập gồm tiền mặt, tập viết cho các em học sinh nghèo hiếu học, vượt khó học giỏi huyện Cần Đức và Cần Giuộc. Ngoài ra, tổ chức tài chính Vimo Xếp chi nhánh Cần Đức còn dành 300 phần quà học tập cho các em học sinh nghèo hiếu học tại các xã của huyện Cần Giuộc để trao trong tháng 8 năm 2023. Tổng kinh phí đợt trao học bổng và quà học tập tại hai huyện trên 286 triệu đồng. Với chủ đề chia sẻ yêu thương, tổ chức tài chính Vimosep chi nhánh Đức Hòa trao tặng 90 suất học bổng và quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập trên địa bàn huyện. Trong đó, khối tiểu học là 1,5 triệu đồng một suất, khối trung học cơ sở trung học phổ thông là 2,5 triệu đồng một suất, tổng trị giá học bổng và quà là 310 triệu đồng. Thưa quý vị, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc là một trong những mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An chỉ đạo xây dựng trong việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Đến nay, mô hình này đã phủ kín 100% xã phường thị trấn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Sau hơn 5 năm thành lập câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa thu hút càng nhiều hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay, các thành viên được tiếp cận nhiều kênh thông tin bổ ích về kỹ năng làm vợ, làm mẹ, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ trong một quý sinh hoạt một lần. Mục đích của cái câu lạc bộ thì là chú trọng đến giữ hữu hôn nhân, tránh để các cái cặp vợ chồng ly hôn ngày càng hiện nay ly hôn ngày càng cao. Thứ hai là chăm sóc cái trẻ em vị thành niên. Các thành viên tham gia câu lạc bộ đều cảm thấy phấn khởi khi có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc dung dáng hạnh phúc gia đình, nhất là tại những vùng nông thôn, nơi các chị em thường bận rộn với việc đồng áng, đã nhận ra vai trò của mình trong việc giữ lửa gia đình, kết nối sợi dây yêu thương. Nhờ vậy mà tình trạng bạo lực gia đình cũng được kéo giảm. Tham gia cái câu lạc bộ này thì theo chị thấy là giống như là về nam giới là người ta có phát huy cái vai trò của người cha, người chồng. Trong gia đình nó cũng hỗ trợ cho phụ nữ để
làm những chuyện mà công tác xã hội đó, rồi để nuôi dạy con cho tốt. Câu lạc bộ cũng có góp vốn xây dựng và các cái thành viên trong câu lạc bộ thì nếu mà có khó khăn thì hội sẽ giúp đỡ để đến với các cái nguồn vốn vay tiếp cận từ ngân hàng chính sách. Qua các cái buổi sinh hoạt thì các cấp hội cũng nắm được cái tâm tư rồi những cái bức xúc của hội viên phụ nữ, mà đặc biệt là bức xúc nó có liên quan đến vấn đề việc làm. Qua đó thì hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc dạy nghề và cũng là đã có hỗ trợ vốn từ những cái nguồn tiết kiệm tại ở chi tổ hội, thì hàng năm thì đã cũng đã hỗ trợ cho hội là đến thời điểm này là có số tiền là trên 300 tỷ để hỗ trợ cho hơn 200 lao động nữ là coi như là có việc làm cũng như là ổn định cuộc sống. Xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phần nào đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhiều hội viên phụ nữ, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những nếp nhà kiểu mẫu, qua đó phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Tại báo cáo thị trường bất động sản quý 2 vừa công bố, Bộ Xây dựng cho biết tính đến quý 2 năm nay, cả nước có 294 dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn. Đáng chú ý, có khoảng 108 dự án đã được cấp phép xây dựng đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc đối tượng cho vay của chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật, triển khai hiệu quả, tiếp tục làm việc với một số địa phương để kiểm tra đôn đốc việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra và giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ. Trong năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản đã giảm, đánh dấu năm thứ hai giảm liên tiếp. Đây là kết quả một cuộc khảo sát vừa được Bộ Y tế Nhật Bản công bố mới đây. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, tuổi thọ trung bình của nữ giới giảm 0,49 năm so với mức của năm 2021, xuống còn 87,09 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của nam giới khoảng 0,42 năm, xuống còn 81,05 tuổi. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, các trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19 là một yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm tuổi thọ này. Số ca tử vong do mắc COVID-19 được báo cáo tại Nhật Bản đã tăng lên hơn 47.600 trường hợp trong năm ngoái, tăng hơn 30.000 trường hợp so với mức của năm liền kề trước đó. Các quan chức y tế dự đoán tuổi thọ trung bình có thể tăng trở lại khi đại dịch giảm bớt. Mặc dù vậy, hồi năm ngoái, tuổi thọ của nữ giới Nhật Bản vẫn ở mức cao nhất thế giới, trong khi tuổi nam giới Nhật Bản xếp thứ tư, giảm một bậc so với năm trước, sau Thụy Sĩ, Thụy Điển và Australia. Mới đây, tòa án cấp cao ở thủ đô London của nước Anh đã ra phán quyết cho phép mở rộng quy mô áp dụng quy định trả phí đối với các phương tiện gây ô nhiễm. Theo kế hoạch mới, phạm vi áp dụng không chỉ trong nội thành như hiện nay, mà mở rộng ra toàn bộ vùng thủ đô. Quy định mới sẽ được bắt đầu thực thi từ ngày 29 tháng 8 tới. Các phương tiện gây ô nhiễm sẽ phải trả khoản phí là 12,5 bảng Anh. Nếu không trả tiền phí theo quy định, họ sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 160 bảng Anh. Thị trưởng London Sadiq Khan ngay lập tức quan ngân phán quyết trên của tòa án. Ông cho rằng việc mở rộng thu phí ô nhiễm đường bộ sẽ giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí độc hại của London, nguyên nhân gây ra hàng nghìn ca tử vong mỗi năm. Theo các chuyên gia y tế công cộng, bụi phóng xạ do ô nhiễm cháy rừng ở Nam Âu và Mỹ có thể có tác động trong nhiều năm tới. Hàng ngàn hecta rừng đã bị đốt cháy sau khi nhiệt độ phá kỷ lục trên toàn thế giới. Nhiệt độ khắc nghiệt trên khắp miền Nam châu Âu và Mỹ đang khiến cho lửa thiêu rụi hơn 173.000 hecta rừng ở châu Âu và hơn 163.000 hecta rừng ở Mỹ. Tuy nhiên, cháy rừng không chỉ phá hủy cảnh quan mà nó sẽ tiếp tục gây hậu quả lâu dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khói từ các đám cháy là hỗn hợp các chất gây ô nhiễm không khí nguy hiểm, chẳng hạn như PM2.5, NO2, ozone, hydrocarbon thơm, quạt chì làm ô nhiễm không khí. Khói độc còn ảnh hưởng đến khí hậu bằng cách giải phóng một lượng lớn carbon dioxide và các khí nhà kính khác vào khí quyển. Giáo sư Frank cho rằng, những hậu quả lâu dài sẽ phải mất nhiều năm mới xuất hiện.
Ông cho biết các nghiên cứu về ô nhiễm không khí đã cảnh báo các bác sĩ về các bệnh như dị tật tim và bệnh thoái hóa. Điều đáng lo ngại là khói từ các đám cháy rừng có thể mang các chất độc hại cao vào bầu khí quyển. Ở những khu vực nguy hiểm, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khói của các đám cháy, các chuyên gia khuyên người dân nên đeo khẩu trang và không nên ra ngoài. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tần suất ngày càng tăng và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng quy mô lớn dự kiến sẽ tăng lên cùng với biến đổi khí hậu. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.